Jay Park, quá khứ bị fan trục xuất khỏi hàng và mang tái sinh của Phượng Hoàng Lửa. Jay Park tên thật là Park Jae-beom, anh sinh năm 1987 và là cựu thành viên nhóm nhạc 2PM đình đám một thời thuộc JYP Entertainment. Anh được mệnh danh là nghệ sĩ toàn năng khi kiêm nhiệm nhiều vai trò như rapper, ca sĩ, diễn viên đến nhà sản xuất và chỉ đạo nghệ thuật. Hiện tại, Jay Park sở hữu sự nghiệp solo thành công và dần lớn sân sang lĩnh vực kinh doanh dưới vai trò giám đốc điều hành kiêm người sáng lập AOMG và chủ tịch H1G HR Music. Anh cũng từng là giám khảo đắt giá cho nhiều cuộc thi tài năng ở Hàn Quốc như Asia's Got Talent. Nam rapper từ lâu đã trở thành biểu tượng hàng đầu của dòng nhạc hip-hop tại Hàn Quốc và cả khu vực châu Á. Không chỉ thế, sự thành công trên phạm vi toàn cầu hậu lùm xùm rúng động của Jay-Park đã trở thành câu chuyện truyền động lực cho giới trẻ ở khắp mọi nơi. Thời tới cản không kịp, Jay-Park sinh ra tại Washington DC, lớn lên tại Seattle, Hoa Kỳ và là thế hệ thứ ba trong gia đình người Mỹ gốc Hàn. Niềm đam mê nhảy và hip-hop đã theo anh từ khi còn nhỏ cho tới tận những năm tháng thiếu niên. Từ năm 2003 cho đến hiện tại, anh là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm nhảy People Art of Movement, AOM. Thấy con trai mình say mê breakdancing và âm nhạc hơn học tập, mẹ Jay-Park đã gợi ý anh tham gia buổi thử giọng của tập đoàn giải trí JYP. Không ngờ, tài năng của Park sớm được ông lớn JYP để ý và đem về cho anh một hợp đồng đào tạo kéo dài 3 năm. Từ đó, anh được công ty đưa về Hàn Quốc để bắt đầu thực tập về ca hát, vũ đạo và học tiếng Hàn. Lớn lên ở nước ngoài nên việc trở lại quê hương không phải là chuyện đơn giản với Jay-Park. Anh từng không thể bắt chuyện với người lạ vì khả năng ngôn ngữ hạn chế và khó khăn khi hòa nhập xã hội. Jay-Park từng là con át chủ bài của 2PM. 2PM vốn là một trong hai mảnh ghép của One Day cùng với nhóm nhạc anh em 2AM. Để trở thành một mẫu của One Day, Jay-Park cùng 12 thực tập sinh đã phải trải qua những ngày tháng huấn luyện trong chương trình sống còn Hot Blood Man của đài Mnet. Không chỉ luyện tập thâu đêm suốt sáng, nhóm còn phải trải qua những bài tập không khác gì trong quân đội như tắm nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá, tập thể dục trên bãi biển, vừa luyện thanh vừa leo núi. Vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe, Jay-Park được chỉ định vào vị trí trưởng nhóm 2PM và chính thức ra mắt vào mùa thu năm 2008. Đĩa đơn đầu tay 10 Out of 10 của nhóm mang phong cách hip-hop kết hợp cùng vũ đạo breakdance đẹp mắt. Ra mắt vào thời kỳ mà những chàng trai đẹp hơn hoa vẫn đang ngự trị và là quan điểm cho vẻ đẹp tại K-pop, 2PM trở thành người đi đầu xu hướng với thân hình cực chuẩn cùng màn trình diễn vô cùng lôi cuốn, nóng bỏng. Tuy nhiên, chỉ khi đến quảng bá ca khúc Again and Again, độ nổi tiếng của nhóm mới tăng vọt lên chóng mặt. Đây cũng là ca khúc giúp nhóm lần đầu đạt ngôi vị quán quân trên các bảng xếp hạng nhạc số như M Countdown trong nhiều tuần. Trong thời gian ấy, tài năng âm nhạc của Jay-Park được bộc lộ một cách rõ ràng và đóng vai trò quan trọng trong kho tàng âm nhạc của nhóm. Nam thần tượng đã tự sáng tác lời rap cho bài A Fresh Confession khi 2PM biểu diễn cùng 2AM và bài Lost với Taeseong. Với hình ảnh vui tươi và thân thiện, Park trở thành gương mặt thân quen của một số chương trình thực tế như Stalking và Introducing Star Friends. Anh cũng tham gia Idol Show và Weeponee với tư cách thành viên 2PM. Bước lùi lớn trong sự nghiệp. Với tài năng và bề đỡ từ công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, sự nghiệp của Jay-Park tự sẽ được trải dài bằng thảm đỏ. Nhưng chính những sự cố tài bay và gió liên quan đến phát ngôn đã đạp đổ danh tiếng và tất cả những nỗ lực trước đó của chàng rapper trẻ tuổi. Gần trong một năm kể từ khi ra mắt, trên mạng lan truyền bằng chứng thể hiện thái độ không yêu nước và chán ghét cuộc sống thực tập sinh tại Hàn Quốc của Jay-Park trên MySpace suốt từ 2005. Điều này gây nên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng mạng nước này, vốn nổi tiếng là hiếu chiến và cực đoan. Những người phản đối quá khích thậm chí đã đòi trục xuất anh ra khỏi hàng, yêu cầu anh phải tự tử hay rời khỏi 2PM. Đó thực sự là một lùm xùm đầy nhức nhối và tai tiếng. Trước sức ép quá lớn của dư luận, Jay-Park phải chính thức lên tiếng xin lỗi và trở về Mỹ kiểm điểm bản thân. Sự ra đi của Jay-Park khiến con đường âm nhạc của nhóm rơi vào tiếng thoái lưỡng nan, bởi khi ấy, album mới của nhóm sắp sửa hoàn thành. Trong phần phát biểu tại một lễ trao giải cuối năm, các thành viên đã đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Jay-Park, đồng thời khẳng định mong muốn anh trở về. Tại buổi trao giải Mnet ASEAN Music Awards, nhóm cũng cho chiếu đèn vào vị trí quen thuộc của nam rapper trong nhóm. Thật đáng tiếc rằng, khi 2PM đã chạm tới thành công sau bao gian nan, trưởng nhóm Jay-Park lại không thể trở về ở đó chung vui với họ. Album đầu tiên của nhóm mới mang tên 1.59PM thể hiện sự mất mát khi không còn một thành viên chủ chốt. Chỉ khi đến Jay-Park trở về Mỹ, người hâm mộ mới tìm hiểu được rằng những tin nhắn trên MySpace của anh đã bị dịch sai và bị đưa ra khỏi bối cảnh bài viết. Tuy nhiên, Jay-Park và JYP Entertainment chính thức chia tay vào năm 2010 bất chấp nỗ lực hàn gắn của người hâm mộ. Sự việc đã đẩy nam rapper vào một hoàn cảnh khốn cùng khi phải làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bán lốp ô tô bởi anh không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Sau sự việc chấn động và vô cùng nhạy cảm, cái tên Jay-Park gần như đã vĩnh viễn biến mất khỏi nền âm nhạc xứ Hàn.
Trayback trở lại hàng với tư cách nghệ sĩ solo. Những tưởng Trayback sẽ biến mất khỏi thị trường giải trí vốn đầy rẫy sự khắc nghiệt, thì một lần nữa, chàng trai ấy quay trở lại với sự bản lĩnh và quyết tâm. Ở hoàn cảnh như vậy, hẳn ai cũng sẽ chọn trở về quê hương, như Park quyết tâm quay lại hàng để bắt đầu từ đầu. Vượt dậy sau bê bối, nam ca sĩ quay trở lại với bản cover Nothing On You gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng mạng năm 2010. Nhờ đó, bản gốc của ca khúc do Bruno Mars và P.O.B thể hiện đã leo lên hàng đầu Billboard, bất ngờ đánh bật SNSD với Dream Division. Bản cover này cũng là chiếc chìa khóa giúp Trayback một lần nữa mở cánh cửa bước vào giới giải trí Hàn với bài Call On Me. Không chỉ ca hát, anh chàng còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong bộ phim High Nation khi gia nhập công ty Sirius HQ với tư cách nghệ sĩ solo và diễn viên. Từ năm 2011 đến 2013, chàng trai họ Park hoạt động song song cả tại thị trường Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều vai trò đa dạng. Dù là nghệ sĩ, diễn viên hay khách mời chương trình tập kỹ, Trayback đều nỗ lực hết mình và đạt được thành công đáng chú ý. Mini album tiếng Hàn đầu tiên mang tên Take a Deeper Look đã xuất sắc đạt vị trí thứ 3 trên Billboard World Album Chart. Ca khúc chủ đề Abandon cũng giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ solo duy nhất nhận giải Dispersion tại Golden Disc Awards năm 2011. Trayback đã chứng minh rằng đam mê và sự kiên trì sẽ giúp ta tiến bước bất chấp những biến cố trong cuộc đời. Hoàn cảnh nam ca sĩ chẳng những là tấm gương mà còn mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng, động lực cho những ai theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ. Bước ngoặt đổi thay trong sự nghiệp của Trayback. Phần đông khán giả Hàn Quốc cho rằng nếu không phải nghệ sĩ dưới trường công ty lớn như JYP, YG hay SM Entertainment thì sẽ không thể thành công được. Sự nghiệp của Trayback tưởng chừng đã chấm dứt từ lúc anh rời khỏi JYP, nhưng lại hồi sinh mạnh mẽ khi anh thành lập AOMG. AOMG hay Apple Ordinary Music Group là một hãng thu âm hip-hop và R&B nổi tiếng của Hàn Quốc. Tiền thân của công ty là nhóm B-Boy As A Movement mà Trayback tham gia hồi còn ở Mỹ. Được Trayback thành lập từ hồi cuối năm 2013, AOMG nhanh chóng đã phát triển và thu hút nhiều nhân tài như Ilo, Loco, Ugly Duck, DJ Wigan, DJ Pumpkin, Woody và mới đây nhất là Lee Hee. Cùng với sự điều hành của Simon Dominic, Trayback thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược với các công ty truyền thông Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn giải trí hùng hậu JYAMM. AOMG cũng cho thấy sự trưởng thành của Trayback trong tư duy nghệ thuật. Anh thường được ca ngợi là một trong những ông bầu giỏi nhất trong giới quản lý nghệ sĩ. Thành công là sự kết hợp của kiên trì và nỗ lực. Năm 2017, Trayback trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc ký hợp đồng với Rock Nation, hãng đĩa của JYS. Anh tiếp tục mở rộng sự nghiệp với vai trò CEO của S1 GSR Music cùng nhà sản xuất Cha Cha Melon. Thời gian cứ thế trôi đi, Trayback bây giờ đã trở thành đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của thương hiệu hip-hop AOMG, đồng thời là chủ tịch S1 GSR Music. Người ta không hâm mộ Trayback vì xuất thân JYP mà cảm phục anh vì những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đặc biệt, anh còn vực dậy mạnh mẽ sau bê bối lớn đến mức có thể hủy hoại cả quá khứ lẫn tương lai của một người nghệ sĩ. Bây giờ, quả ngọt cũng đã bội thu, nam nghệ sĩ có thể mặc sức tung hoành với niềm đam mê riêng mình, thích gì làm nấy đúng như tính cách của anh. Hiện tại, nam ca sĩ nhiều lần ước mơ chuyện tạm dừng hoạt động để chuyển hướng sang các lĩnh vực mới. Dù có rời xa ánh đèn sân khấu hay tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, Trayback vẫn sẽ luôn được nhớ về như là biểu tượng kiêu hãnh của dòng nhạc hip-hop châu Á.